app về danh, hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì, vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các con, rất vui gặp lại các con trong bài học ngày hôm nay. Các con sẽ cùng cô đọc những vần thơ sau và cảm nhận nhé. Quê hương tôi là những buổi trưa hè, theo chúng bạn đi bắt ve về nghịch. Vị của bàng chua chua mà vẫn thích, ánh mắt người khúc khích gọi mùa sang. Quê hương tôi là bông lúa chín vàng, hàng dừa đứng mơ màng trong nắng sớm. Vườn trái cây sai chữ cảnh mơn mởn, có dáng cha đang đứng đợi con về. Quê hương, hai tiếng thôi nhưng thân thuộc và để lại cho chúng ta biết bao nhiêu cảm xúc. Đó là sự thân thuộc, nhớ thương, là tình cảm yêu mến, máu thịt của mỗi con người. Có rất nhiều những bài thơ đã viết về quê hương, như quê hương của Tế Hanh, quê hương của Đỗ Trung Quân hay quê mẹ của Tố Hữu. Ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một bài thơ cũng viết về đề tài này của một nhà thơ được mệnh danh là nhà thơ của quê hương. Vậy nhà thơ đó là ai và bài thơ có tên là gì, nội dung như thế nào? Cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài thơ có tên gọi Quê hương của tác giả Tế Hanh. Với bài thơ này, chúng ta cũng tìm hiểu lần lượt theo 3 phần. Phần 1 la mã, đọc, tìm hiểu chung. Phần 2 la mã, tìm hiểu chi tiết. Và phần 3 la mã là phần luyện tập. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau vào phần 1 la mã để tìm hiểu những kiến thức xoay quanh tác giả và tác phẩm. Các con có thể quan sát lên trên bản đồ. Đây chính là bản đồ hành chính của tỉnh Quảng Ngãi. Và tỉnh Quảng Ngãi này chúng ta sẽ quan sát cho cô, đó là giáp ranh với biển, đúng không nào? Và cách huyện đảo Lý Sơn không xa. Và đây, nơi cô vừa để khoanh ở đây thì đó chính là huyện Bình Sơn, là quê hương của tác giả Tế Hanh. Huyện Bình Sơn là một địa danh khá giáp gần với biển, và chính những cái vị trí địa lý đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến phong cách sáng tác của tác giả Tế Hanh. Về tác giả, các con có thể để ý cho cô một số đôi nét. Thứ nhất, đó là tên thật của ông là Trần Tế Hanh, sinh năm 1921, mất năm 2009. Và quê hương như cô vừa nói đó là huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ông có mặt trong phong trào thơ mới ở những chặng cuối từ năm 1940 đến năm 1945. Về phong cách sáng tác thì thơ của ông rất giản dị, tự nhiên, giàu hình ảnh, và như cô đã nói ở phần mở đầu, ông là một nhà thơ chuyên viết về đề tài quê hương. Tiếp theo, ông được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996. Một số tác phẩm chính của ông có thể kể đến như tập thơ Hoa Niên năm 1945, Gửi Miền Bắc năm 1955, Tiếng Sóng năm 1960, Hai Nửa Yêu Thương năm 1963 hay Khúc Ca Mới năm 1966. Trong sách giáo khoa cũng giới thiệu cho các con thêm một số thông tin, đó là sau năm 1945, Tế Hanh bền bỉ sáng tác nhằm phục vụ cách mạng và kháng chiến. Ông được biết đến nhiều nhất với những bài thơ thể hiện nỗi nhớ quê hương tha thiết và đặc biệt là quê hương miền Nam khát vọng được thống nhất đất nước. Đó chính là những nét chính về tác giả Tế Hanh. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về tác phẩm. Văn bản này có xuất xứ được in trong tập Nghẹn Ngào năm 1939 và in lại trong tập Hoa Niên năm 1945. Về hoàn cảnh sáng tác, bài thơ này được Tế Hanh sáng tác khi ông mới 18 tuổi và lúc này ông đang đi học ở Huế, xa nhà, nỗi nhớ quê hương trào dâng trong lòng ông đã thôi thúc ông sáng tác ra bài thơ này. Và bài thơ được sáng tác năm 1939. Tiếp theo, tìm hiểu về phương thức biểu đạt. Bài thơ này được kết hợp giữa các phương thức biểu đạt như miêu tả, tự sự và biểu cảm. Miêu tả cảnh đoàn thuyền ra khơi, miêu tả cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về và qua đó bộc lộ tình yêu, nỗi nhớ ở khổ thơ cuối cùng. Về thể thơ, bài thơ này được sử dụng thể thơ 8 chữ. Cách gieo vần thì linh hoạt, vừa gieo vần ôm, vừa gieo vần liền. Ngắt nhịp khi thì 3 năm như ở câu gì? Nước bao vây cách biển nửa ngày sông. Khi thì ngắt nhịp 3-2-3, khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng, đúng không nào? Và với cách ngắt nhịp đó thì để dễ dàng giúp cho tác giả bộc lộ tình cảm, cảm xúc của mình. Tiếp theo, các con thể tìm hiểu cho cô về mạch cảm xúc của bài thơ. Bài thơ này thể hiện nỗi nhớ quê hương, đồng thời đó là tình cảm rất là thiết tha với cảnh vật, với con người, với cuộc sống của nhà thơ. Tiếp theo về ý nghĩa của lời đề từ. Lời đề từ trong bài thơ này chỉ có một câu thơ thôi: chim bay dọc biển đem tin cá. Tuy nhiên với một lời đề từ đó mà lại mang rất nhiều ý nghĩa sâu sắc. Trong rất nhiều bài phỏng vấn của mình thì Tế Hanh đã từng chia sẻ: tôi đến với thi ca từ khá sớm. Cha tôi là một nhà nho. Ông thường đọc cho tôi nghe những bài thơ về chữ Hán của các nhà thơ đời Đường và của ông cha ta trước kia. Dù không hiểu gì mấy nhưng tôi vẫn thấy hay. Ngoài ra cha tôi còn làm những bài thơ về chữ Nôm. Tôi nhớ nhất một bài thơ viết về quê hương mà ông đã viết: chim bay dọc biển đem tin cá, nhà ở kề sân sát mái nhà. Và trong bài thơ quê hương của mình sáng tác năm 1939 thì Tế Hanh đã lấy hai câu thơ trong bài thơ của mình, trong bài thơ của cha mình, để làm lời đề từ, cũng là lời tựa đề cho bài thơ quê hương này. Và các con khi phân tích, các con cũng nên phân tích cả lời đề từ này vào, bởi vì tác giả đã rất trân trọng trích dẫn câu thơ này và sau đó chú thích là câu thơ của phụ thân tôi. Vậy thì chúng ta nên hiểu câu thơ chim bay dọc biển đem tin cá như thế nào. Với câu thơ này chúng ta có thể chia làm hai vế. Vế thứ nhất là chim bay dọc biển và thứ hai là đem tin cá. Với chim bay dọc biển thì chúng ta thấy rằng với những người dân làng chài, khi mà họ ra khơi thì họ thường quan sát những bầu trời, và một tín hiệu, một thông số để giúp họ có thể ra khơi thuận lợi hay không, đó là nhìn những cánh chim bay trên biển. Nếu như những cánh chim bay trao đảo, loạn xạ và đâm bút vào những mái nhà trên bờ biển thì chắc chắn rằng đó là báo hiệu những điều chẳng lành, và lúc đó thì có thể mưa to, gió lớn, đúng không nào? Thế nhưng nếu như chim bay dọc biển với những cái nhịp vỗ cánh hiền từ, dịu dàng, nhịp nhàng thì chắc chắn rằng sẽ báo hiệu là trời yên, biển lặng, đúng không nào? Vậy đó chính là đầu tiên mà chúng ta hiểu về cái cụm từ chim bay dọc biển. Tiếp theo, đem tin cá, đúng không nào? Chim bay dọc biển đem tin cá. Nếu chim đem tin đến để cho người dân biết thì những người dân làng chài sẽ đón nhận những thông tin đó, và đem tin và nhận tin nó thể hiện được cái mối gắn kết, mối liên kết giữa con người và thiên nhiên nơi biển cả. Như vậy có thể thấy rằng lời đề từ tuy rất ngắn gọn nhưng đã gợi ra một cái khung cảnh thanh bình, yên ả, đồng thời bộc lộ tình cảm gắn bó với quê hương của tác giả Tế Hanh. Tiếp theo, về bố cục của bài thơ này thì cô sẽ chia làm 4 phần. Phần thứ nhất là hai câu thơ đầu giới thiệu về cảnh về chung về làng quê. Phần thứ hai là 6 câu thơ tiếp, cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá. 6 câu thơ tiếp theo là 8 câu thơ tiếp, cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về. Và cuối cùng là khổ thơ còn lại, nỗi nhớ quê hương của tác giả. Để tìm hiểu được nội dung của bài thơ này, cô mời các con cùng nhau chuyển sang phần hai la mã tìm hiểu chi tiết. Trước khi tìm hiểu, cô và các con sẽ cùng nhau đọc văn bản và cũng như tìm hiểu một số chú thích có trong bài. Quê hương, chim bay dọc biển đem tin cá. Làng tôi ở vốn làng nghề trải lưới, nước bao vây cách biển nửa ngày sông. Khi trời trong, gió nhẹ sớm mai hồng, dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá. Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã, phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang. Cánh buồm dương to như mảnh hồn làng, dướn thân trắng bao la thâu góp gió. Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ, khắp dân làng tấp nập đón nghe ghe về. Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe, những con cá tươi ngon thân bạc trắng. Dân trải lưới làn da ngâm rám nắng, cả thân hình nồng thở vị xa xăm. Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm, nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ. Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ, màu nước xanh cá bạc chiết buồm vôi. Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi, tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá. Đây chính là toàn bộ bài thơ. Và trong bài thơ này có một số từ ngữ mà các con cần lưu ý giúp cô. Ví dụ như là chú thích số 2, trai tráng là để chỉ những chàng trai trẻ, khỏe mạnh. Còn tuấn mã là gì? Tuấn mã là con ngựa đẹp này, khỏe và phi nhanh. Ghe theo phương ngữ địa phương ở đây là để chỉ thuyền. Và ngoài ra thì còn một số chú thích khác các con sẽ về nhà tìm hiểu thêm cho cô nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hai câu thơ đầu tiên giới thiệu chung về làng quê. Các con đọc lại hai câu thơ này giúp cô. Làng tôi ở vốn làm nghề trải lưới, nước bao vây cách biển nửa ngày sông. Chỉ với hai câu thơ này thôi, nếu như đọc một cách đơn thuần thì chúng ta thấy giống như là một cái lời thông báo về làng quê. Thế nhưng ẩn chứa trong câu thơ đó lại thể hiện những tình cảm của tác giả. Thứ nhất, tác giả đã gợi ra cho chúng ta về nghề, làng nghề ở đây. Đó là nghề gì đấy? À, nghề trải lưới, một cái nghề rất quen thuộc của những người dân ven biển đúng không nào? Và ở đây cũng giúp chúng ta gợi ra cái vị trí của ngôi làng đó là ở đâu? À, chính là ở cửa sông và ven biển. Và qua đây chúng ta cũng thể để ý đấy cho cô, đó là từ vốn. Vốn đó là gì? Một từ ngữ dùng rất đắt, cho thấy đây là một làng nghề truyền thống từ lâu đời đúng không nào? Tiếp theo, ở đây chúng ta đọc cho cô câu thơ thứ hai này. Nước bao vây cách biển nửa ngày sông. Không những gợi ra cái vị trí là cửa sông ven biển mà tác giả còn cho chúng ta biết rõ cái vị trí, cái khoảng cách từ biển cho đến từ cái nơi làng ở đó cho đến biển là khoảng cách nửa ngày sông. Không phải là đo bằng km, không phải đo bằng hải lý, mà đo bằng một đơn vị rất quen thuộc của người dân miền biển. Đó là đo khoảng cách địa lý bằng thời gian, đúng không nào? Nửa ngày sông bằng thời gian, để cho thấy cái hình ảnh, cái sự am hiểu về quê hương của mình của tác giả Tế Hanh. Đồng thời ở đây chúng ta thấy này, đầu câu thơ là hình ảnh của nước này, giữa câu thơ là biển và cuối câu thơ lại là sông. Nước, biển, sông bao quanh ngôi làng đó và ngôi làng hiện lên như là một cái cù lao nổi giữa một cái dòng, giữa bốn bể là sông nước đúng không nào? Và dân làng ở đây thì sống tất cả đều bằng nghề sông nước. Nước giống như hơi thở của họ, giống như hơi thở, và nó gắn liền với cuộc sống của những người dân làng trài. Qua đây thì chúng ta thấy chỉ với hai câu thơ thôi, tác giả đã gợi ra một cái lời giới thiệu về người dân làng trài, về làng của họ rất tự nhiên, mộc mạc, chân thành nhưng ngắn gọn, xúc tích, khơi gợi được những tình cảm, thể hiện niềm tự hào về làng quê của mình đúng không nào? Đó chính là nội dung của hai câu thơ đầu tiên. Tiếp theo, các con để ý cho cô câu thơ nói về cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá, đó chính là khổ thơ thứ hai đúng không nào? Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng, dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá. Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã, phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang. Cánh buồm dương to như mảnh hồ làm, dướn thân trắng bao la thâu góp gió. Về cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá hay cảnh đoàn thuyền ra khơi trở về thì đều là miêu tả về bức tranh lao động của những người dân làng trài. Vậy thì bức tranh đó được hiện lên như thế nào? Các con sẽ cùng tìm hiểu và trả lời cho cô những câu hỏi sau. Thứ nhất là cảnh ra khơi được miêu tả như thế nào? Thứ hai là cách gọi dân trai tráng cho thấy vẻ đẹp của con người được thể hiện ra sao? Và thứ ba, đó là các con để ý cho cô hình ảnh cánh buồm, hình ảnh con thuyền được hiện lên qua những từ ngữ và tác giả sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào. Đồng thời các con hãy nêu cảm nhận của mình về tình cảm của tác giả trước cảnh ra khơi. Và lần lượt trả lời 4 câu hỏi này thì chúng ta cũng thấy được vẻ đẹp của bài thơ này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích bài thơ. Trước hết các con đọc cho cô câu thơ đầu tiên này. Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng. Vậy thì đọc câu thơ này tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì đây? À, sử dụng này, trời trong này, gió nhẹ này, sớm mai hồng, đã liệt kê ra những hình ảnh, không gian và thời gian khi mà đoàn thuyền ra khơi đánh cá. Và các con lưu ý bài thơ này khi tác giả mới 18 tuổi đúng không nào? Vậy thì cái việc đang học lúc bấy giờ không thể là tác giả miêu tả cảnh đoàn thuyền khi mà đang đi ra khơi được, mà chắc chắn chỉ có thể miêu tả ở hai thời điểm, đó là khi đoàn thuyền chuẩn bị ra khơi và khi đoàn thuyền chuẩn bị trở về. Vậy thì khi ra khơi đây, thời gian, không gian được tác giả tái hiện như thế nào? Qua biện pháp liệt kê chúng ta thấy này, không gian thì trời rất là trong, gió rất là nhẹ, đúng không nào? Còn thời gian nó là một buổi sớm mai với ánh nắng hồng, đang xuyên chiếu qua những gì? Qua những đám mây và chiếu rọi xuống những chiếc thuyền. Vậy thì ta thấy rằng không gian thời gian ở đây gợi ra báo hiệu đó là một cái ngày trời yên biển lặng và chắc chắn sẽ bội thu, đúng không nào? Tiếp theo câu thơ thứ hai này, dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá. Dân trai tráng như lúc nãy chúng ta đã hiểu đó là những người chàng trai trẻ này, khỏe mạnh, và những người đi thuyền đi đánh cá phải là những chàng trai khỏe mạnh thì mới có thể thu hoạch được nhiều những mẻ cá ngon, đúng không nào? Những mẻ cá tươi ngon. Vậy ở đây chúng ta thấy câu thơ đã gợi ra hình ảnh khỏe khoắn của những người dân làng chài. Tiếp theo này, câu thơ miêu tả chiếc thuyền này, chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã. Ở đây tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì các con nhỉ? Rất chính xác, đó là biện pháp so sánh được thể hiện qua từ như. Chiếc thuyền lại được so sánh với gì? Với con tuấn mã, đúng không nào? Một đồ vật, đúng không? Được so sánh với một con vật để cảm giác như chiếc thuyền này đang có gì? Có linh hồn và nó cũng có gì? Có sức mạnh, nó mang đến một cái vẻ đẹp hùng dũng, đúng không? Tiếp theo, câu thơ thứ tư này, phong mái chèo mạnh mẽ vượt Trường Giang. Câu thơ này vẫn miêu tả vẻ đẹp của gì? Của chiếc thuyền với những từ ngữ như thế nào đây? Phăng này, với từ mạnh mẽ này và từ vượt. Các con để ý cho cô những từ loại ở đây đó là tác giả sử dụng từ loại gì nhỉ? Phăng với vượt đây là từ gì? Động từ. Còn mạnh mẽ ở đây chính là tính từ, đúng không nào? Vậy thì qua đây chúng ta thấy chỉ tốc độ của con thuyền đang lao rất nhanh, đúng không nào? Đang băng băng lao về phía trước và giống như một con tuấn mã đẹp đẽ để đang gì đấy vượt qua rất nhiều những thử thách, vượt qua những trận đánh để đến một cái nơi đó là nơi của ánh sáng hào quang của chiến thắng. Và trong bài thơ này đó chính là ánh sáng của vẻ đẹp của những con người lao động. Tiếp theo, các con để ý cho cô hình ảnh của câu thơ này, cánh buồm dương to như mảnh hồ làng. Ở đây vẫn là một hình ảnh gì? Một hình ảnh so sánh đặc sắc. Cánh buồm ở đây là một sự vật có thể nhìn thấy, đúng không nào? Một sự vật cụ thể. Nhưng mảnh hồ làng thì chúng ta có thể nhìn thấy được không? Không, mà nó chỉ thuộc về vấn đề nằm trong tâm thức của mỗi con người. Vậy thì ở đây tác giả đã sử dụng so sánh cái cụ thể với cái trừu tượng để cho thấy rằng cánh buồm này nó là biểu tượng của người dân làng chài, đúng không nào? Giống như những mảnh hồ làng chính là cái nơi mà chúng ta nhắc đến quê hương, thì cánh buồm chính là gì đây? Là biểu tượng của những người dân làng chài. Tiếp theo câu thơ cuối cùng này, dướn thân trắng bao la thâu góp gió. Ở đây tác giả đã sử dụng hai động từ đó là động từ dướn và động từ thâu, đúng không nào? Để cho thấy hình ảnh của gì? Cánh buồm đã được nhân hóa giống như những con người rất mạnh mẽ đang đứng lên phía trước, đang mạnh mẽ hăng hái để vượt lên trên hoàn cảnh của mình và chiếm lĩnh những gì đấy? Thế giới của biển khơi bao la rộng lớn. Như vậy qua 6 câu thơ đầu tiên chúng ta đã hình dung ra được những nghệ thuật chủ yếu mà tác giả sử dụng ở đây đó là gì nhỉ? Đó là biện pháp liệt kê, đó là so sánh, đó là nhân hóa, ẩn dụ. Và ngôn ngữ mà tác giả sử dụng thì giàu giá trị biểu cảm này, thể hiện những cái bút pháp lãng mạn, đúng không nào? Không thể nào có hình ảnh những cánh buồm giống như dương to như mảnh hồ làng đâu, mà tác giả đã sử dụng cái bút pháp lãng mạn, một bút pháp đặc trưng của phong trào gì? Phong trào thơ mới, đúng không nào? Và qua đó thì đã thể hiện được một cái khung cảnh thiên nhiên tươi sáng này, một bức tranh lao động đầy hứng khởi. Và với bức tranh đó của trời trong, của gió nhẹ, của sớm mai hồng đó thì chắc chắn sẽ là một cái mẻ lưới bội thu và mang theo cái niềm khát vọng chinh phục biển cả của những người dân làng chài. Đó chính là hình ảnh của những đoàn thuyền đánh cá khi ra khơi. Vậy khi trở về, những người dân lao động mang vẻ đẹp như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu ở 8 câu thơ tiếp theo. Các con có thể thấy rằng nếu như ở những câu thơ 6 câu thơ trước là miêu tả về cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá với hình ảnh hiện lên giống như một bức tranh với nhiều màu sắc, đúng không nào? Thế nhưng với bức tranh khi mà đoàn thuyền ra khơi đánh cá trở về thì chúng ta lại thấy được có những âm thanh, có những hình ảnh vô cùng sống động và nó hiện lên giống như một bức tranh của cuộc sống, giống như một bộ phim ngắn đang ghi lại một cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong những chuyến ra khơi trở về. Vậy bức tranh đó, bộ phim ngắn đó được tái hiện như thế nào? Các con sẽ cùng tìm hiểu tiếp nhé. Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ, khắp dân làng tấp nập đón ghe về. Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe, những con cá tươi ngon thân bạc trắng. Dân trải lưới làn da ngăm dám lạng nắng, cả thân hình nồng thở vị xa xăm. Chiếc thuyền in bến mỏi trở về nằm, nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ. Đọc những câu thơ này, chúng ta sẽ cùng phân tích cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá trở về theo những gợi ý sau. Thứ nhất là các con sẽ tìm và nêu tác dụng của những từ ngữ miêu tả không gian này, thời gian và niềm vui của người dân trở về trong cảnh sinh hoạt đời thường. Và thứ hai, các con sẽ nêu cho cô về đẹp khỏe khoắn, phóng khoáng của người dân làng chài được thể hiện qua những từ ngữ, những chi tiết nào trong bài thơ. Và cuối cùng, các con nêu suy nghĩ về những tình cảm của tác giả được gửi gắm qua hình ảnh con thuyền. Và sau đây chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu từng câu thơ trong khổ thơ, trong 8 câu thơ tiếp theo. Hai câu thơ đầu của khổ thứ ba này, các con để ý cho cô này. Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ, khắp dân làng tấp nập đón ghe về. Hình ảnh đầu tiên mà các con cần lưu ý ở đây đó chính là hình ảnh bến đỗ. Bến đỗ là nơi như thế nào? Bến đỗ, thứ nhất đó là nơi người người trở về, người người ngóng tin nhau chờ đợi người sau những chuyến đi xa, những người thân của họ đang lênh đênh trên biển. Và đây chính là nơi mà họ chờ đợi, họ gửi gắm những yêu thương của mình ở đó. Bến đỗ còn là nơi để buôn bán, là nơi trao đổi những thông tin về những chuyến đi, đúng không nào? Và bến đỗ ở đây giúp các con liên tưởng đến một văn bản mà chúng ta đã được học trong chương trình ngữ văn lớp 6. Đó chính là văn bản Cô Tô của tác giả Nguyễn Tuân. Các con còn nhớ hình ảnh của cái giếng giữa đàng không? Cảnh sinh hoạt ở nơi đây cũng ồn ào, đông vui, tấp nập, đúng không nào? Giống như một cái chợ ở nơi đất liền vậy. Và bến đỗ ở đây cũng thể hiện được cái nét sinh hoạt đặc sắc đó bằng cách mà tác giả sử dụng hai từ láy, đó là từ ồn ào và từ tấp nập. Hai từ láy này đã gợi ra một bức tranh trở về thật ấm áp với những niềm hân hoan, niềm vui, với không khí đông vui, nhộn nhịp, tấp nập, của những tiếng âm thanh trao đổi mua bán, của những tiếng người chào nhau, và ở nơi đó có tình người ấm áp. Tiếp theo các con tìm hiểu cho cô câu thơ không khí trở về được tái hiện qua câu thơ này. Khắp dân làng tấp nập đón ghe về, nhờ ơn trời biển lặng cá đẩy ghe. Vậy cái không khí trở về như cô vừa nói này, khắp dân làng ở đây là tất cả người dân làng chài này, thể hiện qua từ ồn ào, tấp nập. Đây chính là những từ láy giàu giá trị biểu cảm đã thể hiện được cái không khí vui vẻ rộn ràng. Còn câu thơ nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe, đúng không nào? Câu thơ này đã nói về kết quả của buổi đánh cá. Đây chính là câu thơ thứ ba này. Câu thơ này được cho vào dấu ngoặc kép. Vậy thì cho vào dấu ngoặc kép có tác dụng gì đây? Nó như là một cái lời trích dẫn, lời của những người dân làng chài. Họ đang mong thể hiện cái lời cảm tạ của mình đối với trời đất khi mà đã để cho trời yên, biển lặng để họ có thể an toàn trở về với gì đây? Những con cá tươi ngon thân bạc trắng. Thì những tính từ này, tươi ngon, thân bạc trắng cũng góp phần thể hiện được gì đấy? Những lời cảm tạ trời biển về những một cái chuyến ra khơi rất là thu hoạch được rất nhiều chiến lợi phẩm, đúng không nào? Tiếp theo các con để ý cho cô câu thơ này. Dân trải lưới làn da ngăm dám nắng, cả thân hình nồng thở vị xa xăm. Khác với ở cái khổ thơ trước đó là đều là những hình ảnh gì ấy? Hình ảnh lãng mạn, thì sang câu thơ này, sang cái đoạn thơ này đều là những hình ảnh tả thực. Dân trải lưới làn da ngăm dám nắng gợi cho chúng ta hình ảnh của những người dân làng trải gì đây? Lúc nào cũng đối mặt với sương gió ở biển, họ ăn sóng nói gió và họ sống xung quanh đều là nước biển bao quanh. Đó là câu thơ thứ tư. Còn câu thơ tiếp theo là gì? cả thân hình nồng thở vị xa xăm. Câu thơ này không miêu tả bằng thị giác nữa mà đã cảm nhận được bằng tất cả những giác quan, bằng hương vị, bằng xúc giác, bằng vị giác, để cảm nhận đó là gì? Người dân làng Chài với những cái vị biển mặn mòi của mình, họ là hình ảnh tượng trưng của những người dân lao động, và đây cũng là một hình ảnh so sánh, hình ảnh nhân hóa hết sức gì độc đáo mà tác giả đã sáng tạo ra, đúng không nào? Tiếp theo các con để ý cho cô, hai câu thơ này đã gợi ra dáng vẻ rất riêng của những người dân làng Chài, đồng thời giúp chúng ta hiểu được cái cuộc sống vất vả, gian truân của họ khi ngày ngày tháng tháng cứ phải lênh đênh ở ngoài biển khơi, đối mặt với sóng, với gió, với nước biển khiến da họ đen sạm đi, và họ cũng mang cái chất biển thấm đậm trong những cái làn da, trong tiếng nói, trong khuôn mặt của họ. Đó chính là những câu thơ tiếp theo. Còn câu thơ "Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm, nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ", đây có thể được coi là hai câu thơ rất đặc sắc trong bài thơ này. Các con để ý này, chiếc thuyền im bến mỏi, ở đây có từ gì? Từ im này, từ mỏi này, từ trở về và từ nằm, hàng loạt những động từ để chỉ chiếc gì? Chiếc thuyền. Vậy đây là sử dụng biện pháp nghệ thuật gì đây các con? Rất chính xác, đó chính là nhân hóa. Nhân hóa để khiến chiếc thuyền giống như có một linh hồn, giống như những con người, nó cũng biết mệt, nó cũng biết im lặng sau những chuyến đi xa trở về, và nó cũng đang nằm im ở đấy để lắng nghe những âm thanh của biển cả, đúng không nào? Và nó cũng đang tận hưởng những cái thành quả sau một chuyến ra khơi trở về. Tiếp đó, hình ảnh trong câu thơ thứ hai này, nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ, ở đây tác giả đã sử dụng biện pháp gì nhỉ? Chúng ta có nghe được chất muối không? Hay chúng ta sẽ cảm nhận bằng gì? Bằng vị giác. Vậy ở đây tác giả đã sử dụng biện pháp gì? Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, để giúp chúng ta thấy được hình ảnh của gì? Con thuyền nó đang gì đây? Nằm in ở đó, nằm in thư giãn, và nghe được cái vị mặn mòi của biển khơi đang vẫy chào và như đang thúc giục để chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Qua đây chúng ta thấy rằng với biện pháp mà tác giả sử dụng như là so sánh, ẩn dụ, cho thấy con thuyền ở đây đã được đồng nhất với cuộc đời, với số phận của những người dân làng Chài. Và con thuyền đó, nó là một phần không thể thiếu trong những chuyến ra khơi, nó là công cụ đắc lực của những người dân, và nó cũng là một người bạn đồng hành giúp cho những người dân có thể ra khơi thuận lợi trở về, đúng không nào? Đó chính là phổ thơ thứ 3 mà chúng ta vừa tìm hiểu. Như vậy chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết lại 3 phổ thơ từ đầu cho đến bây giờ mà chúng ta vừa tìm hiểu. Ở hai câu thơ đầu tiên gợi về hình ảnh làng tôi, hai câu thơ thứ hai nói về hình ảnh ra khơi, còn phổ thơ thứ 3 nói về cảnh trở về. Với mỗi khổ thơ này thì tác giả đều thể hiện thái độ ca ngợi sức sống này, vẻ đẹp bình dị của những con người lao động. Đó không chỉ là vẻ đẹp của cảnh quê hương nơi ven biển, cuộc sống của tác giả, mà đó chính là cảnh sinh hoạt hết sức gần gũi thân quen như hơi thở của tác giả, và tác giả đã đưa vào tác phẩm của mình. Từ đó thể hiện niềm tự hào này, lòng thủy chung cũng như gắn bó sâu sắc với quê hương của tác giả Tế Hanh. Vậy thì khi xa cách quê hương, nơi mà tác giả đã gắn bó, nơi chôn rau cắt rốn như vậy, thì tác giả đã có những cảm xúc gì? Chúng ta sẽ cùng chuyển sang tìm hiểu ở khổ thơ cuối cùng. Khổ thơ cuối cùng thể hiện nỗi nhớ quê hương của tác giả. Các con sẽ cùng đọc lại cho cô khổ thơ này. Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ, màu nước xanh cá bạc chiếc thuyền vôi, chiếc buồm vôi, thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi, tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá. Vậy thì trong câu thơ này, tác giả đã thể hiện nỗi nhớ của mình khi xa quê, đó là nhớ những hương vị gì của biển đấy? Đầu tiên đó là nhớ màu nước xanh này, nhớ cá bạc, nhớ chiếc buồm vôi và nhớ con thuyền, đúng không nào? Các con để ý cho cô, đây chính là những hình ảnh mà tác giả nhớ này, màu nước xanh này, hình ảnh con thuyền, cánh buồm, hình ảnh của gì nữa? Cá bạc, và hình ảnh của cái mùi nồng mặn quá. Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá. Và tất cả 4 yếu tố này nó luôn phản phất trong nỗi nhớ của tác giả khi xa quê, đúng không nào? Và các con có thể thấy rằng nếu như trong những cái câu thơ của những tác giả ở Đỗ Trung Quân chẳng hạn, quê hương tôi là gì? Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Hay quê hương của Giang Nam là gì? Nhớ những ngày trốn học bị đòn roi, thì quê hương của họ gắn liền với những kỷ niệm, với hình ảnh của những trùm khế của miền đất liền. Còn đối với nhà thơ Tế Hanh thì quê hương gắn liền với những hình ảnh đặc trưng của biển, đó là màu nước xanh, đó là gì? Đó là con cá bạc, đó là chiếc buồm vôi, đúng không nào? Vậy thì ở đây qua những câu thơ đó chúng ta thấy được tác giả đã thể hiện cái lời thơ thì mộc mạc, giản dị, chân thành, giọng thơ thì trầm lắng, tha thiết, và bằng cách sử dụng những biện pháp như là liệt kê này, điệp ngữ, sử dụng câu cảm thán để góp phần bộc lộ trực tiếp nỗi nhớ chân thành, da diết trong lòng tác giả. Đây chính là cái tình cảm gắn bó sâu nặng với quê hương mà ai cũng có thể thấy được khi mà đọc những cái vần thơ này. Như vậy chúng ta có thể thấy qua những cái câu thơ thì tác giả Tế Hanh đã thể hiện được cái nỗi nhớ của mình khi mà tác giả đang học tập và làm việc ở Huế, đúng không nào? Nhưng những hình ảnh kia vẫn luôn thường trực trong lòng tác giả và nó trở thành một cái dư vị không thể quên được mỗi khi mà nhắc đến quê hương của Tế Hanh. Và để tổng kết lại nội dung của bài thơ này thì cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần ba la mã tổng kết. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng kết về phần nghệ thuật. Bài thơ này đã kết hợp rất khéo léo giữa các phương thức biểu đạt như gì đây? Biểu cảm này, miêu tả và tự sự. Đồng thời hình ảnh thơ thì sáng tạo, gần gũi, giản dị. Đọc lên chúng ta thấy như đang kể một câu chuyện về làng quê của tác giả, thế nhưng lại giúp chúng ta hình dung ra được, cảm nhận được cái tình cảm của tác giả thể hiện ở trong đó rất sâu sắc, sâu nặng. Đồng thời tác giả cũng sử dụng linh hoạt rất nhiều biện pháp tu từ như là so sánh này, ẩn dụ này, nhân hóa này để góp phần thể hiện được tái hiện lại cái hình ảnh của những con thuyền, của cánh buồm, của làng quê nơi tác giả đã sinh sống. Đồng thời kết hợp giữa bút pháp tả thực và lãng mạn đã giúp tác giả đạt được hiệu quả khi mà sáng tác bài thơ này. Và qua nghệ thuật đó thì tác giả cũng gửi gắm cho chúng ta những bức thông điệp về nội dung như sau. Thứ nhất đó là gì? Nội dung, đây chính là một bức tranh lao động đẹp của người dân miền biển. Và thứ hai, bài thơ này đã gì? Thể hiện tình yêu, niềm tự hào, lòng thủy chung gắn bó sâu sắc với quê hương của tác giả Tế Hanh. Để củng cố lại bài học thì cô trò chúng ta sẽ cùng nhau làm cho cô một bài tập nhanh sau đây qua phần luyện tập. Đó là các con sẽ viết một đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận của em về câu thơ sau. Đó là cánh buồm dương to như mảnh hồn làng, dướn thân trắng bao la thâu góp gió. Khi mà phân tích bài thơ này thì các con không thể bỏ qua được câu thơ cánh buồm dương to như mảnh hồn làng hay là chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã, phăng mái chèo mạnh mẽ vượt Trường Giang, bởi vì đây là những câu thơ mang đậm cái dấu ấn của tác giả Tế Hanh cũng như sử dụng những biện pháp nghệ thuật rất đặc sắc. Vậy thì khi làm bài này thì các con cần đảm bảo yêu cầu đó là viết thành một đoạn văn, đúng không nào? Đoạn văn thì chúng ta sẽ viết liền mà không xuống dòng, đúng không? Đó chính là về hình thức. Còn về nội dung thì các con cần phải nói được hai câu thơ trên là trích trong đoạn thơ thứ mấy, khổ thơ thứ mấy đây? Khổ thơ thứ hai của bài thơ gì? Quê hương của tác giả Tế Hanh. Trong câu thơ này thì tác giả đã sử dụng biện pháp gì? So sánh này, nhân hóa này để làm nổi bật hình ảnh của cánh buồm lúc ra khơi. Đó là hình ảnh rất lớn lao, kỳ vĩ, thiêng liêng, tràn đầy sức sống. Cánh buồm trở thành một biểu tượng linh hồn của người dân làng chài. Vậy thì khi mà chúng ta viết đoạn văn nêu cảm nhận về câu thơ này thì chúng ta có thể chọn cách đó là diễn dịch hay là quy nạp. Còn ở đây thì cô có một đoạn văn có thể giúp các con tham khảo, một đoạn văn nêu cảm nhận về hai câu thơ trên. Thứ nhất đó là chúng ta nêu hình ảnh cảm nhận về cánh buồm này. Cánh buồm là biểu tượng cho hình bóng và sức sống quê hương, tượng trưng cho sức mạnh lao động, sáng tạo, ước mơ về cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nó còn là biểu tượng cho chí khí và khát vọng chinh phục biển cả của đoàn trai tráng bơi thuyền đi đánh cá. Phải cảm nhận cuộc sống lao động của làng quê bằng cả tâm hồn thiết tha, gắn bó thì mới có thể liên tưởng. Qua phép so sánh, cánh buồm dương to như mảnh hồn làng. Các con có thể cảm nhận qua từ dương hoặc là hình ảnh so sánh cánh buồm như mảnh hồn làng này. Gợi một vẻ đẹp bay bổng mang ý nghĩa lớn lao, Hình ảnh cánh buồm trắng căng gió biển khơi thật gần gũi, quen thuộc, bỗng trở lên lớn lao, kỳ vĩ, thiêng liêng, vừa thơ mộng vừa hùng tráng. Câu thơ Dướn thân trắng bao la thâu góc gió là một câu thơ đậm đà ý vị, mang cảm hứng lao động và cảm hứng vũ trụ. Cánh buồm được nhân hóa qua ba chữ dướn thân trắng, gợi một cuộc đời trải qua nhiều mưa nắng, gắng sức quyết tâm lên đường. Đây chính là khổ thơ, đây chính là hai câu thơ xuất sắc tả cảnh ra khơi của đoàn thuyền đánh cá, thể hiện niềm tự hào, ca ngợi sức sống của người dân làng chài. Và ở đây cô có một đoạn văn có thể giúp các con tham khảo khi chúng ta phân tích hai câu thơ trên. Cánh buồm là biểu tượng cho hình bóng và sức sống quê hương, tượng trưng cho sức mạnh lao động, sáng tạo, ước mơ về cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nó còn tiêu biểu cho chí khí và khát vọng chinh phục biển cả của đoàn trai tráng bơi thuyền đi đánh cá. Phải cảm nhận cuộc sống lao động của làng quê bằng cả tâm hồn thiết tha, gắn bó thì mới có thể liên tưởng qua phép so sánh. Cánh buồm dương to như mảnh hồn làng, gợi ra một vẻ đẹp bay bổng, mang ý nghĩa lớn lao. Hình ảnh cánh buồm trắng căng gió biển khơi vốn gần gũi, quen thuộc, bỗng trở nên lớn lao, thiêng liêng, kỳ vĩ, vừa thơ mộng vừa hùng tráng. Câu thơ Dướn thân trắng bao la thâu góc gió là một câu thơ đậm đà ý vị, mang cảm hứng lao động và cảm hứng vũ trụ. Cánh buồm được nhân hóa qua ba chữ dướn thân trắng, gợi tả một cuộc đời trải qua nhiều mưa nắng, gắng sức quyết tâm lên đường. Hai câu thơ đã xuất sắc tả cảnh ra khơi của đoàn thuyền đánh cá, thể hiện niềm tự hào, ca ngợi sức sống của người dân làng chài. Và qua bài học này thì chúng ta cũng thấy được hình ảnh của quê hương của tác giả Tế Hanh, cũng như những tình cảm gắn bó sâu sắc mà tác giả dành cho quê hương Quảng Ngãi của mình. Và các con về nhà sẽ viết cho cô những đoạn văn nêu cảm nhận của em về quê hương của mình và chia sẻ với các bạn cũng như thầy cô cùng biết nhé. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài học sau.